hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2020. Và công nhân cái ngày này tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Cách đây 146 năm vào ngày 15 tháng 9 năm 1904 diễn ra cuộc gọi là Liên Minh Bình Chính Viễn Thông, được họp tại tòa nhà Tự Chính thành phố Ven. Trong khi đó có 22 quốc gia đại diện cho 22 quốc gia họp, nhưng thực tế trong đó thì chỉ có 21 quốc gia vì Áo và Hungary đó là một quốc gia. Và người tổng giám đốc Bưu chính nước Đức Heinrich von Stefan vào ngày 9 tháng 10 năm 1874, Hiệp ước Bưu chính Thế giới đã được phê chuẩn và hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 1875. Điều này làm cho nó trở thành một trong tổ chức quốc tế nhất, và cũng như thế đây là một biểu tượng, một tượng đài, một biểu chính cho toàn cầu đã đặt ở thành phố Ven. Tôi giới thiệu sơ qua vài nét để các bạn biết được ngày xưa là các cái lá thư được chuyển đi, chuyển tới các cái quốc gia chứ không có các cái thông tin hiện đại máy móc như bây giờ. Và cách đây đã là 146 năm. Giới thiệu vài nét sơ qua về cái địa điểm này, các bạn có ghé đến thủ đô Ven nhớ ghé thăm. Mến chào các bạn và chúc các bạn sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.